Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động cuộc đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, tránh được 3 điều này, từ nay trở đi được hưởng phúc báo vô lượng, tiền vàng nhét chật két, càng già càng giàu có. Chấn động chưa từng có về cuộc đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, từ năm 48 tuổi, biết rõ thiên cơ, nắm được mệnh trời, tránh họa đắc phúc, đổi đời ngoạn mục, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, càng già càng giàu có. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, cũng có thể ngắn, thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả gian nan buộc lòng ta phải cố gắng, cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học cũng nói rằng trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Đinh Tỵ mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn vất vả túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Đinh Tỵ liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên, không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, bước sang tuổi 48 của cuộc đời, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nếu chú ý điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, khiến ai ai cũng kính nể, đến khi về già sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Đinh Tỵ sẽ diễn biến như thế nào? Từ năm 48 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Đinh Tỵ cần chuẩn bị 3 việc nào để đón phúc an nhàn, tiền vàng ngập két, sống sung sướng đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi nhé! Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Đinh Tỵ thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Đinh Tỵ đã đang đi qua 48 cuộc đời rồi, đối với hầu hết mọi sự đều đã sáng tỏ thông suốt, đã xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước sang tuổi 48 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Đinh Tỵ không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến ta từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức trở thành ông lão, bà lão, tóc bạc hoa râm, làn da đầy vết sạm nám. Cho dù Đinh Tỵ từng một thời oai liệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này, khổ sướng gì cũng đều đã trải qua, thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào, chỉ có chính mình nhất định phải chuẩn bị từ sớm, con cái đối với bạn là đạo lý. Hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cự tuyệt, trong cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt. Điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí, nhưng bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình. Quãng đời còn lại ngàn vạn lần, đừng dựa dẫm vào người khác, mỗi ngày trôi qua mệnh chủ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch, làm những việc mà mình muốn làm. Người đã gần chạm mốc 50, có cái khổ nào mà chưa nếm trải, nhân sinh đã đi quá nửa hành trình. Quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình, đến khi bạn già rồi, bạn còn có thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, ngoại trừ chính mình ra.
ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn, đối với chính mình tốt một chút, như vậy đã là đủ rồi, cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt? Chính vì thế, bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Đinh Tỵ giống như chú rắn luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu, đến khi bỗng quay đầu nhìn lại, 48 tuổi cũng là 48 năm cuộc đời. Buồn vui, sướng khổ, sang hèn, vinh nhục, tuổi trẻ Đinh Tỵ đã phải bôn ba nhiều vì không có chỗ dựa, nhưng luôn được thần Phật bảo hộ bình an, hậu vận phát đạt. Người này nếu có chí hướng thì sẽ tốt hơn, vì mưu lược, biết tính toán, lại có số mệnh tương sinh hòa hợp, làm ăn thịnh đạt. Nếu không có chí hướng thì chỉ bình bình qua ngày, no cơm ấm áo, không phải dư giả. Trong cuộc sống, Đinh Tỵ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Đinh Tỵ được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Đinh Tỵ khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Đinh Tỵ thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì, khi khó khăn ập tới biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Cuộc đời Đinh Tỵ tuy không được người thân giúp đỡ nhiều, nhưng thường tạo được nhiều mối quan hệ thân thiết, được bạn giúp đỡ nhiều. Người xưa nói, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, nghĩa là 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, tức là hiểu được mệnh của trời. Ở tuổi này, Đinh Tỵ đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Bước qua tuổi 48, người ta bỗng thấy rất nhiều cảnh tượng khác biệt đến trong đời, không ồn ào, náo nhiệt như thời thanh xuân. Cũng chưa đến lúc nguội lạnh cho tàn như tuổi xế chiều, mà là từ nay trở về sau, sống thoải mái cùng ai đó, hoặc có thể một mình gặp chuyện mệt mỏi thì có thể buông tay, nghỉ ngơi một chút, tranh đua với đời làm chi rồi cũng về với cát bụi. Bản mệnh sẽ hiểu ra rằng, lấy lòng người khác không bằng tự mình sống hạnh phúc thanh thản. Đã đi qua gần 50 năm, cuộc đời tuổi Đinh Vị đừng để người khác quấy động tâm thái an bình, yên tĩnh một chút cũng tốt, không cần phải chen vào những cuộc tranh luận đúng sai. Cũng không cần vui cười một cách miễn cưỡng, từ 48 tuổi trở về sau, bạn hãy trở thành một người ôn hòa, hiền lành, nhưng đừng vì thế mà trở nên nhạt nhòa, ủy khuất mình. Những gì trước đó mệnh chủ chưa tha thứ được thì hãy làm ngay bây giờ, đời người chẳng mấy chốc, nhân sinh như giấc mộng, hư ảo rồi vụt biến. Còn sống được ngày nào phải an vui, chứ đừng ôm hận thù trong tâm, hãy dặn mình phải thản nhiên và mở rộng tấm lòng, bởi vì ai ai cũng nên được hạnh phúc cả. Xét về mặt tính cách, người tuổi Tỵ là một người có văn hóa, họ sẽ không bị cuốn mình theo những chuyện vô bổ. Đối với tiền bạc họ là người khẳng khái, nhưng khi cần đạt được mục đích có thể một số trường hợp họ bất chấp thủ đoạn. Họ sẽ không ngần ngại e dè khi loại bỏ những vật cản trên đường, có thể nói tất cả những lời dự đoán về tương lai vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ thường không đáng tin cậy, bởi họ là những người có đầu óc cơ hoạt nhưng lại kiên trì bền bỉ, nên nhớ tuổi Đinh Tỵ là một tuổi kiên cường trong 12 thuộc tướng. Trong quan hệ, người tuổi Đinh Tỵ là người có cá tính mạnh mẽ, yêu cầu đối với đối tượng rất cao, họ vốn là người đa nghi, nhưng cấp độ nghi ngờ còn tùy thuộc vào đối tượng. Họ tuyệt đối không chấp nhận sự lừa dối, khi họ cảm thấy lo sợ hay nghi ngờ, với một khả năng mẫn cảm cao, rất có thể bị ức chế cực độ. Khi họ bị kích thích tức giận, mức độ tức giận sẽ cao hơn người bình thường, nhưng bề ngoài cư xử với đối tượng vẫn có thể trở nên bình thường. Dù trong lòng họ đang sôi sục căm phẫn, họ thường thích có biểu hiện lãnh cảm với đối tượng, chứ không thích dùng những lời lẽ cay độc hay biểu hiện thô bạo. Có một số người tuổi Đinh Tỵ lại thích cho kẻ thù những đòn chí mạng, hòng tiêu diệt triệt để, bản thân tư duy của họ là một âm mưu chờ đợi thời cơ để báo thù. Nếu ai không may là kẻ thù của họ thì tốt nhất không nên đối đầu, thực ra tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nữ giới tuổi Đinh Tỵ thường là con gái đẹp, họ lạnh lùng với vẻ đẹp hút hồn, họ là người tự tin, tuy rằng mỗi khi nhàn rỗi, họ hay lui tới những nơi vắng vẻ để tìm sự tĩnh lặng, vì thế gợi cho người khác nhầm tưởng họ là người thích nhàn rỗi, nhưng thực tế, bản chất của người tuổi Đinh Tỵ nói chung luôn ẩn chứa trong lòng họ những hoài bão ý chí vươn lên, vì thế về tư tưởng họ luôn là người bận rộn. Người tuổi Đinh Tỵ thường có nước da đẹp, ít mẩn ngứa hoặc mụn nhọt,
Mặc dù có thể họ ít quan tâm đến việc chăm sóc da mặt, trong điều kiện có bức xúc tâm lý thì có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh hoặc hệ tiêu hóa và rất ít biểu hiện ra bên ngoài. Có rất nhiều người tuổi Đinh Tỵ có bệnh về dạ dày hoặc suy nhược thần kinh, những bệnh này thường do ức chế nơi tỳ vị mà sinh ra. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thích theo thời trang, họ rất thích dùng nữ trang, đầu tư nhiều thời gian vào chuyện mua sắm. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, họ sẽ là người dám nghĩ và dám mua sản phẩm cao cấp. Nếu họ là phụ nữ đã có chồng, thì họ chính là máy tiêu tiền của đàn ông. Chỉ cần người chồng có tiềm lực, họ sẽ là người có khả năng kích thích và khai thác triệt để tài năng của chồng, đồng thời giúp chồng thành công. Người phụ nữ tuổi Tỵ có thể là người tham mưu và thường giúp chồng có những ý kiến sắc nhọn trong cuộc sống. Sự hy sinh, dâng hiến, ủng hộ của người vợ sẽ là động lực phát triển không lùi bước của các ông chồng có người vợ tuổi Tỵ. Quan điểm nhận thức của người phụ nữ tuổi Đinh Tỵ không mấy cấp nhất vào những vấn đề giới tính, bởi phụ nữ tuổi Đinh Tỵ không bao giờ phải đau khổ. Vì quyền phụ nữ khi mà họ dễ dàng thu hút người khác phải thực hiện ý đồ của họ, thì họ đâu cần tranh chấp quyền lực. Nên khi họ cảm thấy mơ hồ về những làn sóng đấu tranh đòi quyền bình đẳng nam nữ thì cũng là chuyện bình thường. Bởi vì những người phụ nữ tuổi Đinh Tỵ luôn cho rằng con gái vốn trời sinh đã là cao quý, nhưng tuy nhận thức như vậy, họ cũng không bao giờ dại dột nói thẳng điều đó ra với người khác phái, không nên ném bỏ một cái gì đó hoàn hảo. Và cũng không cần phải nói điều đó thành lời, chỉ cần nam giới ngoan làm theo điều họ muốn, với họ thế là đủ. Nói chung, những người tuổi Đinh Tỵ thường có tính hài hước, nhưng cũng có người lại rất lạnh lùng, có người vui vẻ, có người dễ gần, nhưng cũng có người tàn bạo. Thời điểm tốt nhất để biết được đặc điểm tính cách người tuổi Đinh Tỵ là khi họ lâm nguy, bị bức bách, dù khi đó có nguy cấp đến đâu. Thì những người tuổi Đinh Tỵ cũng không mấy biểu hiện ra bên ngoài, họ vẫn có thể cắn răng chịu đựng mà nở một nụ cười tươi ngoài miệng. Có một số người cho rằng rắn là một loài thâm hiểm, khó lường, đó là vì tuổi thọ của rắn khá dài, mỗi lần lột xác là một lần tái sinh. Đặc trưng này cho thấy khả năng tái sinh phục hồi sau trận chiến của loài rắn rất nhanh chóng. Cho đến ngày nay, bạn chắc chắn đã biết đối phó với một người tuổi Đinh Tỵ thực không đơn giản. Và điều khó khăn nhất là người tuổi Đinh Tỵ không thống nhất về tính cách, hình thức biểu hiện và diễn biến nội tâm có thể hoàn toàn không giống nhau. Trước khi họ quyết định làm việc gì, thì đầu tiên trong đầu họ phải có một kế hoạch hoàn hảo, một sách lược rõ ràng, với một ý chí bền bỉ kiên trì. Họ lại là người rất khôn ngoan giảo hoạt, khi bạn tưởng mình đã nắm bắt được đối phương, thì khi đó có thể đối phương tuổi Đinh Tỵ của bạn đã an toàn nằm ở đâu đó. Khi họ quyết tâm làm một việc gì, thì dù có trời xoay đất chuyển, thì quyết tâm của họ cũng không có gì xoay chuyển. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh vào mùa xuân, hạ, là lợi nhất, còn sinh vào mùa đông thường là những người lãnh đạm, thuận tòng. Bởi vì mùa đông là mùa ngủ của rắn, vì yếu tố mùa sinh như vậy, nên những người sinh được mùa thường thành công hơn những người lỗi mùa sinh. Theo tử vi chọn đời, đa phần Đinh Tỵ có tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, nhưng khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, tuổi Đinh Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt từ 48 tuổi trở đi sẽ là lúc vận số của Đinh Tỵ tỏa sáng, có các tinh tử vi chỉ lối. Chỉ cần nỗ lực cố gắng sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, mọi thành quả cống hiến bao năm được ghi nhận, có cơ hội thăng chức lên vị trí cao hơn. Bên cạnh con giáp này luôn có quý nhân đồng hành, người thân ủng hộ nên tạo được tiếng vang lớn trong sự nghiệp. Làm việc gì cũng hanh thông, công việc suôn sẻ thuận lợi, một thời kỳ mưa thuận gió hòa, mã đáo thành công. Với người kinh doanh ở độ tuổi này cũng được gọi là lão làng, bằng những kinh nghiệm và mối quan hệ có được mà sự nghiệp của bạn lên nhanh chóng mặt, đem về nhiều nguồn thu lớn, hậu vận vẫn được lợi lộc rất nhiều, an nhàn sung túc. Cụ thể, diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Từ năm 20 đến 25 tuổi, trong giai đoạn này, Đinh Tỵ 1977 trải qua nhiều thách thức và khó khăn trong tình cảm. Năm 24 tuổi, một mối quan hệ mới bắt đầu và cuối cùng là không nên xuất hành vào năm 25 để tránh tai họa. Từ năm 26 đến 30 tuổi, gia đạo có chút mâu thuẫn và bất hòa ở năm 26 tuổi với những thách thức trong quan hệ gia đình. Nên cẩn thận với vận hạn vào mùa xuân năm 27, đặc biệt là ở đầu tháng 2, năm 28 có thể đem lại may mắn bất ngờ trong sự nghiệp. Năm 29 là giai đoạn khó khăn, đau buồn và thách thức về cảm xúc. Nếu sinh con vào năm 30, đây sẽ là một giai đoạn thuận lợi về gia đình và tài vận. Từ năm 31 đến 35 tuổi, giai đoạn từ 31 đến 34 tuổi là thời kỳ quan trọng cần lưu ý với những thách thức về tài chính. Nếu không cẩn thận có thể gặp phải sự lừa dối và mất tiền bạc. Tuy nhiên đến năm 35 tuổi sẽ mang lại sự tiến triển tích cực trong sự nghiệp. Từ năm 36 đến 40 tuổi, những năm này được xem là đỉnh cao của cuộc đời với mọi thứ thuận buồm xuôi gió,
cơ hội lớn trong sự nghiệp, danh tiếng và tài chính đều đến với tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đây là thời điểm lý tưởng để tận dụng những cơ hội và đạt đến những thành công lớn. Từ năm 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi, cần phải thận trọng với tai họa đột ngột và không lường trước được. Năm 42 tuổi, sức khỏe trở thành ưu tiên và cần phải được giữ gìn. Năm 43, hạn chế các hoạt động gần sông và nước để tránh rủi ro. Năm 44 tuổi, đề phòng sự lừa dối từ người khác vì mục đích lợi ích cá nhân. Năm 45 tuổi, mối quan hệ trải qua biến động lớn nên cần cẩn trọng trong mối quan hệ với mọi người. Từ năm 45 đến 47 tuổi, gia đạo có chút rắc rối và đòi hỏi sự tập trung đặc biệt vào gia đình và con cái. Quan trọng nhất là không nên hy sinh gia đình vì mục tiêu kiếm tiền. Niềm vui từ con cái vào năm 45 có thể là nguồn động viên lớn để Đinh Tỵ 1977 vượt qua mọi khó khăn thử thách. Từ năm 47 tuổi trở đi, trong khoảng thời gian này, cuộc sống và tài vận phồn thịnh, mặc dù năm 53 và 54 có một số thách thức, cần chú ý giữ gìn sức khỏe vào giai đoạn này. Để đề phòng rủi ro, về hậu vận sẽ là giai đoạn khá an nhàn, những người tuổi này có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, con cháu. Tổng quan vận trình tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, diễn biến từ năm 48 tuổi, cuộc đời của một Đinh Tỵ, hay được thế hệ Gen Z gọi là một cuộc đời của một chú rắn khởi nghiệp, tỷ phú tự thân, độc lập tự cường, từ tiền vận hay tiền trung vận cho đến trung vận của họ, cũng lắm lần lên voi, cũng đôi lần xuống cẩu, từng ở trên mây, rồi lại hạ phàm nơi mặt đất, nhưng dù bao nghịch cảnh tới cũng không thể lưu mờ được khả năng xoay sở của Đinh Tỵ. Bao sóng gió tới chỉ cho họ mài mòn đi góc cạnh, còn lại một con rắn yêu đời, yêu người, không hận thù, chẳng luyến lưu, không đơm chuyện, chẳng quá bận tâm đến việc của người khác, việc mình làm, người mình quan tâm mình chăm, có mình lo, chứ ít khi thở than thở với những người ngoài. Trong giai đoạn trung vận hiện tại, chuẩn bị bước vào hậu vận, sẽ là giai đoạn rực rỡ nhất của Đinh Tỵ để dựng thành vinh hoa. Họ không cần quá cố gắng truy tìm, mà tiền tài, cơ hội, vật chất sẽ tới để họ nắm lấy và thực hiện. Đây cũng là giai đoạn của sự ổn an cho thế hệ sau mà họ luôn dày công lo lắng. Hãy cứ hiểu con cái tuy là con của ta, nhưng chúng cũng có những cơ duyên nghiệp quả, phúc nợ tự thân cần phải trả ở cõi đời này. Dù muốn dù không, Đinh Tỵ cũng không thể can thiệp để đời con cái được hanh thông bằng phẳng. Cái Đinh Tỵ có thể làm chỉ là truyền một cái tư tưởng thiện tâm, thiện tính xuống, cho chúng cái tính lạc quan mạnh mẽ mà Đinh Tỵ sở hữu. Còn lại hãy cứ dõi theo chúng với một tâm thái bình đạm, vì phúc của Đinh Tỵ đủ nhiều để giúp con cái qua được họa hại, tai ương. Trong chuỗi hành trình sắp tới, Đinh Tỵ có thể tìm đến thiền, yoga, học cách ung dung, học cách giao lưu, kiếm một vài cái thú để hưởng thụ cuộc đời. Sau đó duy nhất cần lưu tâm là năm 2025, tức lúc Đinh Tỵ vào 49 tuổi, tránh làm bất cứ việc to, việc lớn, hoặc giả đưa ra quyết định gì quan trọng trong năm này của cuộc đời. Còn đâu cái tên khác của Đinh Tỵ là đầm nội chi xà, đường đã có sẵn ở phía bên trong, bao gồm đường đi nước bước, đường tu lối đạo. Thay vì phải nhìn ra ngoài nhiều, thì cứ nhìn thấu thịt vào trong, ở nơi mà Đinh Tỵ thấy an bình nhất, chính là điểm đích đến mà họ cần theo đuổi truy cầu, vất vả trải rồi, đớn đau trải rồi, suy tư trải rồi, hưởng thụ cũng trải rồi, kế đến hãy cứ trải bình đạm và thản nhiên, cho đi trao đi không hẳn để nhận lại, đơn giản chỉ để thỏa cái đường nội mà thôi. Những người cầm tinh con rắn thường là người mang một vẻ bề ngoài rất xa cách, lạnh nhạt, thế nhưng bản chất của Đinh Tỵ lại là người rất tốt bụng, nhân hậu và thường hay hành thiện tích đức. Khi thấy cảnh người khác gặp trắc trở, thì Đinh Tỵ sẽ sẵn sàng đưa tay ra tương trợ, mà không hề cảm thấy e ngại hay nề hà gì cả. Làm nhiều việc tốt, nên Đinh Tỵ cũng sẽ gặp được rất nhiều sự tốt đẹp hanh thông hơn. Trong vận trình công việc, bạn rất siêng năng cố gắng, không vì khó mà chùn bước, càng chưa một lần nghĩ đến là sẽ thoái thác hay khước từ trách nhiệm. Đây cũng chính là bí mật dẫn lối thành công cho con giáp này. Từ 48 tuổi trở về sau thì vận trình của Đinh Tỵ sẽ ngày một được nâng cao lên. Nhiều may mắn thường sẽ tìm đến bạn. Nếu như là người làm công ăn lương thì họ rất được người trên trọng dụng, tạo được nhiều thời cơ để bộc lộ năng lực của mình. Ngoài ra, Đinh Tỵ đang theo đuổi con đường buôn bán, kinh doanh cũng có thể trở thành những người tâm huyết với nghề, là nhân viên mẫn cán. Mọi nỗ lực của Đinh Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng. Sau những thử thách khó khăn, Đinh Tỵ đạt được thành công trên con đường công danh, sự nghiệp, gia đình yên bề, đời sống trở nên sung sướng an nhàn hơn. Đinh Tỵ là người có chỉ số thông minh rất cao, lại rất nhanh nhạy, tinh tế và hoạt bát. Tín chủ là người có ước mơ, có hoài bão, muốn xây dựng trên cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Đây cũng là một con giáp rất tốt bụng, thiện lương, đi đến đâu cũng được người quý, người thương. Từ 48 tuổi trở đi, Đinh Tỵ bước vào thời kỳ thịnh vượng. Nếu như Đinh Tỵ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cố gắng,
thì nền tảng tài chính, vì thế trong sự nghiệp của tín chủ sẽ ngày một phát triển hơn. Theo như tử vi của 12 con giáp, Đinh Tị chính là những con giáp đầy năng lực, giàu sức tưởng tượng và sáng tạo, nhưng lại khá là cứng đầu, độc đoán. Nhiều lúc thì Đinh Tị lại tỏ ra khá chuyên quyền độc đoán và rất cố chấp, khó có thể lắng nghe lời khuyên ý kiến của những người đóng góp ý kiến thiện chí. Đinh Tị cần phải khắc phục những nhược điểm này thì mới dẫn đến thành công được. Từ 48 tuổi, tức bước sang năm 2024 này, Đinh Tị được thần tài ưu ái, vận khí của tín chủ này ngày càng được tăng mạnh, tài lộc tăng lên gấp bội. Đinh Tị làm buôn bán, kinh doanh cũng rất phát đạt và doanh thu tăng lên một cách nhanh chóng. Ngoài ra, những Đinh Tị làm công ăn lương cũng có được nhiều thành tích rực rỡ, công danh thành đạt. Bạn phải nhớ rằng muốn đạt được thành công thì cần phải có một bản lĩnh vững vàng. Để có thể vượt qua được chông gai thử thách, Đinh Tị vốn đã tháo vát, nhanh nhẹn, rồi lại kết hợp với một nghị lực mạnh mẽ phi thường nữa. Vậy nên cuộc sống có vất vả, khó khăn đến mấy thì Đinh Tị vẫn có thể đối mặt và vượt qua nó, giúp mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Bài học quý giá, từ nay Đinh Tị sẽ gặp rất nhiều điều may mắn, sự nghiệp phất lên, thăng tiến nhanh, công việc kinh doanh đầu tư cũng tăng trưởng tốt. Đinh Tị thuộc top dẫn đầu những con giáp có chỉ số thông minh vượt trội, tinh thần độc lập tự chủ ăn sâu vào trong máu, nhất là không thích dựa dẫm vào người khác, luôn muốn tự mình phấn đấu bằng khả năng và sức lực của mình. Nhờ vậy mà Đinh Tị dễ dàng gặt hái được những thành quả xứng đáng nhờ vào các điểm mạnh này. Đinh Tị sở hữu đầu óc tư duy rất tốt, nên bản mệnh rất ưa thích việc sáng tạo, tận dụng tối đa mọi thế mạnh của mình để phát triển sự nghiệp công danh lên một tầm cao mới. Tuy nhiên trong khoảng thời gian trước đây, Đinh Tị vẫn chưa biết cách tận dụng được thế mạnh của mình, để chớp lấy cơ hội sẵn có. Dù cho lúc đó Đinh Tị có tìm được phương hướng phát triển thích hợp đến mấy đi chăng nữa, nhưng do bản tính quá ham vui khiến cho Đinh Tị rất dễ bị lôi kéo trượt bánh khỏi đường ray của mình, đánh mất thời cơ sẵn có. Ngoài ra, sự thiếu quyết đoán không dứt khoát, đánh mất đi sự tinh tế khiến cho Đinh Tị đôi khi đứng trước cơ hội được trời ban cho lại không hề phát giác. Thay vì cứ tin tưởng vào lời khuyên răn, ý kiến đóng góp của những người tốt thì lại cứ đâm đầu nghe theo lời dụ hoặc của kẻ xấu. Cuối cùng thì công sức cũng đổ sông đổ biển, kéo theo đó là những hệ quả của nó như hàng loạt những rắc rối, gian nan và khó khăn. Thậm chí trong thời gian vừa qua Đinh Tị còn phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều điều, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, tất cả công sức của bạn đều tan biến, khiến bạn thoái chí, nản lòng. Tuy nhiên, may mắn thay bạn đã lấy lại được cho mình sự cân bằng, sự quyết đoán, kiên trì đã nhanh chóng quay trở về bên bạn, đúng với câu nói, khổ tận cam lai. Chỉ cần bạn kiên trì, bền bỉ, nỗ lực đến cùng, thì cuối cùng trái ngọt cũng hái về tay bạn, thành quả đạt được sẽ xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra. Theo các thầy tử vi dự báo, thì Đinh Tị bước sang tuổi 48 sẽ có một giai đoạn ngập tràn may mắn, với nhiều niềm vui bất ngờ đang chờ đón bạn ở phía trước. Nhờ vào sự tương trợ của thần tài và quý nhân mà công việc làm ăn của Đinh Tị trở nên thuận lợi hơn hẳn, mang về cho gia chủ khối lượng lợi nhuận khổng lồ. Nhờ vào sự giúp đỡ của quý nhân đã dẫn đường chỉ lối cho Đinh Tị, mà khiến cho những cơ hội nhanh chóng hiện ra trước tầm mắt của Đinh Tị. Nhờ vậy mà tín chủ có thể tìm ra được phương hướng phát triển bản thân phù hợp, giúp Đinh Tị phát huy tối đa thế mạnh và năng lực của mình. Nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ như vậy, thì giai đoạn về sau này sẽ chính là lúc mà Đinh Tị hưởng thụ được thành quả của mình, được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về, hậu vận rất an nhàn sung túc. Về vấn đề sức khỏe, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Đinh Tị thì như thế nào? Thầy tử vi cho rằng, tự do tuổi 50 sẽ xa vời nếu Đinh Tị không có sự chuẩn bị từ sớm, nhất là trong bối cảnh biến lớn bất ngờ ập tới, tác động toàn xã hội, chiến sự các nước phương Tây, vì thế Đinh Tị cần lên lộ trình, triển khai nhanh và nghiêm túc tất cả yếu tố giúp độc lập tuổi già gồm sức khỏe thể chất, tinh thần, tài chính và các mối quan hệ xã hội. Tuổi Ngũ Tuần cũng là lúc con cái phần lớn đã trưởng thành, lập gia đình riêng, bất hòa giữa cha mẹ và con cái khó tránh khỏi do suy nghĩ và quan niệm sống có phần khác nhau. Theo các chuyên gia xã hội học, thay vì xem con cái là trên hết, ở tuổi trung niên mỗi Đinh Tị cần chăm lo cho bản thân nhiều hơn, dạy con độc lập cũng là cách giúp bản thân mình tự do. Ngoài ra, Đinh Tị cũng nên duy trì và tạo lập các mối quan hệ xã hội, tham gia các hội nhóm cùng sở thích các tổ chức hoạt động thiện nguyện nhằm giúp cải thiện cảm xúc. Nhiều người cho rằng, chỉ cần dành dụng được nhiều tiền thì cuộc sống về già mới tự do và sung túc được, lại quên rằng nếu không có sức khỏe thì đồng tiền cũng trở nên vô nghĩa. Một cuộc sống tự do sau tuổi 50 không đơn thuần đòi hỏi sự chuẩn bị tốt về tài chính mà còn là sự cân bằng về sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xung quanh. Sắp bước sang tuổi 50, thể trạng của hầu hết Đinh Tị sẽ giảm sút. Ở phụ nữ tình trạng về cân nặng
và các hệ lụy từ việc sinh nở sẽ rõ ràng hơn, nhất là sau khi suy giảm nội tiết tố vì mãn kinh. Ở nam giới, những thói quen không tốt được duy trì nhiều năm đi làm như lạm dụng rượu bia, thuốc lá, khiến các bệnh liên quan đến tim, gan, phổi, thận xuất hiện nhiều hơn. Những năm gần đây, Bộ Y tế thường xuyên ra khuyến cáo những người sau 50 nên giảm các loại chất béo từ động vật gây tăng cholesterol và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Thay vào đó, Đinh Tị nên chú ý bổ sung đủ chất xơ và vitamin, ngoài ra nạp đủ nước khoảng 1,5 đến 2 lít mỗi ngày, giúp cơ thể năng động và khỏe khoắn hơn. Việc giữ được sức khỏe giúp Đinh Tị bước sang tuổi 50 tự do và tự tin hơn trong giao tiếp xã hội. Không chỉ riêng phụ nữ cần ngoại hình đẹp, ngày nay những người đàn ông cũng cần chú trọng đến vẻ bề ngoài. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng hoạt động thể chất và sự tự tin có mối liên quan trực tiếp đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Tiếp theo đây, chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng riêng. Người sinh tháng này có nhiều cơ hội phát triển, nhưng phải qua khó khăn vất vả và sương gió, khó tránh hơi váng vất mỏi mệt, tâm sự rối như tơ vò, muốn một bước lên đến tận trời, nhưng thời cơ chưa đến. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 2. Đinh Tị sinh tháng này có tính tình nhu nhược, ý chí không cao, mưu sự khó thành, thanh cao cũng là hạt nho ít lộc, có được phúc thì phải qua nhiều gập ghềnh, trắc trở vòng vèo. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 3. Tiết Thanh Minh, thông minh giỏi giang, là người chí cao, liên khoa, cập đệ, nhất cả thành danh, vì dân, vì nước, danh vọng bốn phương, lộc khắp tứ hải, có thể thành sự đại nghiệp, vất vả thì nhiều công lao, tinh thần hăng say, vui vẻ mưu sự đều toại nguyện, phúc lành không ai bằng. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 4, Tiết Lập Hạ, tôi thần phù trợ quân vương, tướng hộ giá, binh lực dồi dào, uy danh vang bốn phương, nho nhã, đôn hậu, bản tính thông minh, địa vị quyền quý cao sang, có chí lớn, tài cao, nghĩa hiệp can trường, mọi người kính trọng, hưởng phúc trời ban, thuận buồm xuôi gió, có chí lớn áp thành đại sự. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 5, Tiết Mang Chủng, đảm lược mưu trí hơn người, có thể khắc phục mọi hoạn nạn, công danh lợi lộc hiển đạt, nhìn xa trông rộng, biết đoán thời thế, có trí tuệ tài năng đầu óc của kẻ triết luận, một đời bình an, cốt cách cao sang, phúc lộc dài lâu, vận thế hưng thịnh, tiến thoái như ý, tốt lành hơn người. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 6, Tiết Tiểu Thử, vạn sự như ý, có phúc trời ban, sẽ có ngày thành công, hợp mưu cùng làm tương trợ lẫn nhau, vợ chồng vinh đạt, con cháu hiền quý, tài đức kiêm toàn, quyền thế cao sang, nhiệt thành trung hậu, hiền từ đức độ, biết phát huy tài năng, cát tường tột đỉnh, danh tiếng cao quý, thông minh giỏi giang, kiện toàn mà có đức vọng, danh lợi vẹn cả đôi đường. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 7, Tiết Lập Thu, an hưởng lộc trời, tiêu giao tự tại, dựng quốc át thành, lập nghiệp tất được, thỏa chí vạn sự như ý, chí dũng song toàn, văn võ tinh thông, thi cử đỗ đạt, mẫn tiệp thông minh hơn người, kinh doanh có lộc, tài lợi dồi dào, tính tình ôn hòa đức độ, cao thượng, công thành danh toại, người người ngưỡng mộ, có số xuất ngoại, tay trắng gây dựng tất cả. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 8, Tiết Bạch Lộ, trung hậu cương trực, tính tình hòa đồng, được người thân vị nể, xóm giềng quý mến, anh em bạn hữu kính trọng, tiếng tăm lẫy lừng, mỹ đức mỹ thiện, nước lòng tổ tông, nhẫn nại ôn hòa nhã nhặn đôn hậu, có tài năng xây dựng cơ nghiệp, giá thuộc hữu duyên, sự nghiệp thuận lợi, hưởng phúc tự nhiên. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 9, Tiết Hàn Lộ, trí lực không đủ, ăn cây nào rào cây nấy, kịp thời thu hoạch thành quả canh tác của mình, dĩ hòa vi quý, mong điều bình an, khác có ngày thành công, áo gấm vinh quy. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 10, Tiết Lập Đông, xương cứng da thô, phu thê hiền minh, sức khỏe không đủ hoạt động bất tiện, có chí cao, thích giúp đỡ người, giỏi giao tiếp, ít tiền tài. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 11, Tiết Đại Tuyết, khắp nơi băng tuyết phủ dày, ra vào không có đường, thiếu ăn thiếu mặc, mọi việc trắc trở, bần cư trung thị vô nhân vấn, thanh nhàn đạm bạc, tự tại an nhiên cũng là điều quý vậy. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 12, Tiết Tiểu Hàn, băng phủ giá lạnh, tuyết lất phất rơi, không thể ra khỏi hang, càng ít cơ hội xuất đầu lộ diện, rời xa trần thế, thu được hữu công, áo không đủ che thân, bữa no bữa đói, hoạn nạn trắc trở, vạn sự khó phát đạt, có người cứu giúp, tuy vất vả buồn phiền, song về già được hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, hành động quyết định vận mệnh con người, sướng khổ hạnh phúc bất hạnh giàu nghèo đều do chính chúng ta quyết định, sống an nhiên đời chẳng buồn phiền. Sau đây là lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên. An nhiên là trạng thái cơ thể thư thái không ưu phiền, tự do tự tại, cuộc sống được diễn ra êm đềm không vướng mắc chuyện thế giới, tâm tính con người sẽ biến đổi theo hoàn cảnh, gặp thuận lợi lòng hân hoan vui sướng, gặp trái tay gai mắt tâm trạng dễ bực dọc nhẹ,
thì giữ trong lòng, nặng thì buông lời oán trách cay nghiệt. Nhu cầu và tham vọng của con người cũng thay đổi không ngừng. Khi nhu cầu này được thỏa mãn thì sẽ sinh ra nhu cầu kia. Vì vậy mới có câu lòng tham không đáy. Những người bị cuốn vào ma mãnh của đồng tiền, danh vọng, khó lòng mà thoát ra được. Nếu không tu thân, bình tâm trước cuộc đời này, họ có thể sẵn sàng tạo nghiệp gieo nhân ác chỉ để thỏa mãn dục vọng, tiền tài. Theo lời Đức Phật thì nếu thành công quá dễ dàng, chúng ta thường kiêu căng tự phụ. Có khó khăn, hoạn nạn thì ý chí ta mới được rèn luyện, bản thân mới trưởng thành. Cũng giống với đường tăng đang đi thỉnh kinh vậy, phải vượt qua 81 kiếp nạn, bao ải gian khó, có thể mất tính mạng thì mới có ngày được chân kinh tu thành chính quả. Vật chất tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là phương tiện sống. Đừng để tính tham sân si khiến ta lao vào vòng xoáy cuộc đời không thoát ra được, để rồi đi gần hết cuộc đời ta mới ngộ ra sống mà chỉ như tồn tại. Muốn bình yên thì bạn cần biết đủ. Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hay căng thẳng thì đừng cố làm hay suy nghĩ gì nữa. Hãy ngồi xuống quán chiếu hơi thở, thiết lập sự bình an để phục hồi năng lượng cho cơ thể và tâm hồn bạn nhé. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có, nên bạn không thể sống vui là vì vậy. Bạn có mắt, nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu, trong khi người mù họ chỉ ước ao để được nhìn. Bạn có miệng, nhưng bạn lại luôn dùng nó để chửi người khác, trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu. Bạn có tai, nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp, trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói. Bạn có tiền, nhưng bạn lại xài phung phí, trong khi người nghèo họ chỉ ước ao có được một chén cơm. Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều, trong khi người cô đơn họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương. Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó, trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại. Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản, trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi, là họ cũng vui rồi. Vậy thì làm sao mà bạn có thể sống vui nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống? Đừng than vãn rằng, tại sao cuộc đời tôi cứ gặp bất trắc. Đôi khi những bất hạnh của bạn không bằng một hạt cát của người khác. Vì vậy cách sống vui là phải biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có. Đừng tham lam và xem thường, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi khổ vì những đòi hỏi quá mức của bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.